Một câu hỏi tiếp theo ạ. Thưa bác sĩ, năm nay tôi 53 tuổi, bị mắc ung thư vú và đã di căn. Bác sĩ cho tôi hỏi là ung thư vú di căn thì sống được bao lâu? Và tôi có tìm hiểu trên mạng thì chỉ sống được 2 đến 3 năm thôi ạ. Vâng, cũng xin rất là chia sẻ với cả cái trường hợp của chị. Thì tôi cũng nói luôn, tôi cũng không rõ là cái thông tin của chị nói là bị ung thư vú đã phát hiện rồi, di căn, nhưng mà là di căn ở đâu? Ví dụ vì di căn ở đây nó sẽ có những cái vị trí như sau. Thứ nhất là di căn vào hạch nách hoặc là hạch vùng, ở những cái hạch mà ở dưới thượng đòn, dưới cái xương đòn, và nó có thể là di căn xa. Nếu trong trường hợp mình chỉ di căn gần, di căn ở các cái hạch, thì khi phẫu thuật thì bác sĩ bao giờ cũng sẽ nạo vét toàn bộ cái phần hạch này. Thế cho nên nếu mà sau đó mình sử dụng các cái phương pháp điều trị bổ trợ mà theo chỉ định của bác sĩ, ví dụ hóa chất này, hay là dùng các cái thuốc sinh học, hoặc là dùng các cái nội tiết, nếu mà cái thụ thể mình có thụ thể nội tiết dương tính, thì tất cả những cái đấy thì cũng không ai nói với bệnh nhân là chỉ có 2-3 năm. Cho nên là cái trường hợp của chị thì tôi cũng không rõ chị ở giai đoạn nào, mình đã di căn xa chưa. Di căn xa ở đây đối với ung thư vú ấy, thì nó có thể di căn vào xương này, vào gan này, vào phổi, hoặc là lên não chẳng hạn. Thì tất cả những cái trường hợp đấy thì chị sẽ cho thêm thông tin nhé chị nhé. Dạ vâng ạ.